Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ hai, ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính như sau. Tăng cường công tác phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo. Nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo. Ba Đồn phấn đấu đến năm 2020 có 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân bom mìn. Quỹ Tấm lòng vàng bảo lao động vừa phối hợp với Liên đoàn Lao động Quảng Bình tổ chức trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Tại buổi trao quà, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã gặp gỡ, ân cần thăm hỏi, đồng viên, đồng thời chia sẻ với những khó khăn của các em. Mong rằng thời gian tới, các em tiếp tục nỗ lực cố gắng vươn lên học tập tốt để xứng đáng con ngoan trò giỏi. Dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao 17 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi. Trị giá mỗi suất học bổng là 5 triệu đồng. Số tiền trên được công ty cổ phần Đài Nam phối hợp với Quỹ Tấm lòng vàng bảo lao động tài trợ. Đây là hoạt động xã hội có ý nghĩa thiết thực nhằm góp phần chăm lo hỗ trợ các cháu là con công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học giỏi. Với mô hình mỗi tổ chức đảng đoàn thể nhận đỡ đầu cho một trường học, trong những năm qua các trường học ở xã Yên Hóa đã được đầu tư thêm một số hạng mục công trình tạo điều kiện thuận lợi cho công tác dạy và học. Xã Yên Hòa thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục với cách làm mỗi cán bộ giáo viên và những thành viên tham gia các tổ chức đảng đoàn thể trên địa bàn tự nguyện đóng góp ngay lương để tăng nguồn kinh phí hỗ trợ cho các trường học. Qua 4 năm thực hiện, địa phương đã huy động được trên 400 triệu đồng để xây dựng các công trình như bê tông sân trường, xây dựng tu sửa hàng rào, cổng trường, cột cờ, sân khấu cho các trường trung học cơ sở, trường tiểu học, trường mầm non. Nhờ thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, đến nay trường tiểu học Yên Hòa đã xây dựng được cơ sở vật chất tương đối đảm bảo để tiếp tục được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia trong năm 2015. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục đã huy động được sự quan tâm phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Thời gian qua, huyện Quảng Ninh đã huy động tối đa mọi nguồn lực triển khai nhiều giải pháp để đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng cơ bản. Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án Xây dựng huyện Quảng Ninh, từ đầu năm 2015 đến nay, đơn vị đã tăng cường công tác quản lý, giám sát, đôn đốc nhà thầu để nhanh tiến độ, tiếp tục triển khai xây dựng các hạng mục công trình chuyển tiếp của năm 2014, hoàn thành các thủ tục phê duyệt và triển khai thi công các công trình xây dựng mới như sửa chữa hạ tầng và xử lý rác thải Tôn Đồng tại bãi rác huyện Quảng Ninh, công trình cấp nước mở rộng diện tích tưới tiêu ở bản Lâm Ninh, xã Trường Xuân, nghiệm thu và bàn giao các công trình hoàn thành như cải tạo nhà truyền thống, nhà văn hóa trung tâm huyện, kiên cố hóa kênh tưới vùng bê tạ phan, hồ điều ga. Tổng vốn bố trí năm 2015 cho xây dựng cơ bản của huyện Quảng Ninh đạt 28,6 tỷ đồng. Khối lượng đã thực hiện trong 9 tháng đầu năm đạt hơn 15,5 tỷ đồng. Xác định đầu tư phát triển và xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội là khâu quan trọng nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, nên trong năm 2015, huyện Bố Trạch đã đầu tư 1.200 tỷ đồng để tập trung cho công tác này. Năm 2015 nay, huyện Bố Trạch đã đầu tư 1.200 tỷ đồng cho xây dựng cơ bản, chiếm 40% giá trị sản xuất khu vực công nghiệp xây dựng. Nhiều công trình quy mô lớn như hệ thống đường giao thông, thủy lợi, hồ đập, đê kè quan trọng trên địa bàn được xây dựng nâng cấp. Trong đó có một số công trình hạ tầng trọng điểm như hệ thống đường khu du lịch Phong Nha, đường Phủ Trạch, Phan Trạch, Phủ Đình, nối quốc lộ 1 với đường Hồ Chí Minh. Các tuyến đường thuộc dự án đường ngập lụt, kè biển Nhân Trạch, kè biển Lý Hoa, đập Thác Chuối, vân vân. Tiếp tục xác định đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội là khâu đột phá, huyện Bố Trạch đã và đang tập trung xây dựng, nâng cấp cả công trình phục vụ sản xuất, chủ động những công trình gắn với phát triển du lịch dịch vụ, cả tuyến đường giao thông kết nối giữa các vùng đảm bảo đồng bộ và hiện đại hơn nhằm tạo điều kiện thúc đẩy dịch vụ du lịch phát triển, đồng thời tranh thủ cả nguồn vốn của tỉnh, của trung ương để xây dựng một số đường giao thông lớn trọng điểm, tạo nền tảng để triển khai đề án đô thị hóa và chia tách huyện như tuyến Hoàn Lão Phong Nha, tuyến đường ven biển Đức Trạch Nhân Trạch, cầu xanh Thọ Lộc, vân vân. Thưa quý vị và các bạn, trong thực hiện nhiệm vụ quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, lực lượng bộ đội biên phòng Quảng Bình luôn chủ động đổi mới ứng dụng công nghệ thông tin, phương tiện kỹ thuật hiện đại vào quy trình nghiệp vụ kiểm soát cửa khẩu, nhằm tạo sự thông thoáng cho người, phương tiện hàng hóa lưu thông, phục vụ giao lưu, hội nhập phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng thời tăng cường công tác nghiệp vụ phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, bảo đảm chặt chẽ an ninh biên giới quốc gia. Phóng sự sau được thực hiện tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo, nơi có hàng trăm lượt người và phương tiện xuất nhập cảnh mỗi ngày. Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, nơi có lượng người và phương tiện qua lại rất đông,
Vì thế mà các loại tội phạm buôn lậu và gian lận thương mại cũng diễn biến hết sức phức tạp. Trong đó, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng trên ngày càng tinh vi và liều lĩnh. Ma túy được giấu trong tất, đựng trong loa. Pháo giấu dưới giường ngủ, trong những bao than củi. Nhiều trường hợp còn lợi dụng xe khách để đưa hàng hóa trái phép, hàng cấm qua biên giới. Chính vì thế, ngoài tăng cường công tác trinh sát, xác định đối tượng và hàng hóa nghi vấn, lực lượng bộ đội biên phòng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo còn phối hợp với chi cục hải quan cửa khẩu Cha Lo trong quá trình kiểm tra, kiểm soát, kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện và xử lý các hoạt động vi phạm về xuất nhập cảnh, gian lận thương mại và các loại tội phạm tại cửa khẩu. Thời gian qua, chi cục hải quan cửa khẩu Cha Lo đã phối hợp nhịp nhàng với các cơ quan chức năng như biên phòng và công an, trong đó tập trung đẩy mạnh với công tác là tuần tra kiểm soát, là lập các cái chuyên án chung để mà đấu tranh phòng chống các cái vụ việc vi phạm, qua đó cũng là đánh giá được có một số cái kết quả đáng khích lệ. Tính từ đầu năm đến nay đã có trên 392.000 lượt người và gần 113.000 lượt phương tiện xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo. Nhờ quá trình phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng biên phòng, hải quan và các lực lượng chức năng khác mà nhiều trường hợp buôn bán, vận chuyển hàng lậu, hàng giả, hàng cấm trái phép qua cửa khẩu quốc tế đã bị phát hiện và xử lý. 9 tháng đầu năm, lực lượng chức năng đã phát hiện 9 vụ với 13 đối tượng buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo, trong đó khởi tố 7 vụ với 12 đối tượng. Cũng qua quá trình kiểm tra, kiểm soát, lực lượng bộ đội biên phòng và chi cục hải quan cửa khẩu Cha Lo đã phát hiện nhiều trường hợp vận chuyển trái phép các chất ma túy và pháo nổ, phát hiện 52 đối tượng sử dụng hộ chiếu hết giá trị sử dụng hộ chiếu giả, hộ chiếu của người khác, không làm thủ tục xuất nhập cảnh. Bên cạnh việc tăng cường đảm bảo an ninh, quản lý xuất nhập cảnh, công tác cải cách hành chính, sử dụng các trang thiết bị hiện đại cũng đã được chú trọng nhằm phục vụ cho công tác chuyên môn, đấu tranh phòng chống tội phạm và gian lận thương mại. Trong đó phải kể đến máy đọc hộ chiếu, máy soi gầm xe, máy dò kim loại bằng tay. Đặc biệt, cửa khẩu quốc tế Cha Lo là một trong ba cửa khẩu của cả nước được trang cấp bộ thiết bị CT30 phục vụ cho kiểm tra, phát hiện hàng lậu và hàng giả. Trạm đã xây dựng kế hoạch phối hợp liên ngành giữa biên phòng, hải quan, kiểm dịch và chính quyền địa phương trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và phòng chống buôn lậu thương mại và các hoạt động vượt biên, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Áp dụng các phương tiện kỹ thuật mới nhất vào đăng ký, kiểm soát và kiểm tra tại cửa khẩu, thường xuyên trao đổi với đồn công an cửa khẩu quốc tế Na Phào, nước bạn Lào về công tác kiểm tra, kiểm soát, nắm tình hình từ xa, từ đó để chủ động trong công tác đấu tranh và phục vụ cho công tác kiểm tra, kiểm soát tại cửa khẩu. Với việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới, đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin, phương tiện kỹ thuật hiện đại vào quy trình nghiệp vụ kiểm soát cửa khẩu, tạo sự thông thoáng cho người, phương tiện, hàng hóa lưu thông, lực lượng biên phòng Quảng Bình đã và đang góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác biên phòng, mở rộng quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế với các nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn. Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Xác định đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, lâu dài, là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, trước hết là người đứng đầu cấp ủy chính quyền và của toàn bộ hệ thống chính trị. Kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí với yêu cầu chủ động phòng ngừa, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí. Xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng lãng phí, bao che, dung túng, tiếp tay cho các hành vi tham nhũng lãng phí, can thiệp, ngăn cản việc chống tham nhũng lãng phí. Đẩy mạnh việc nghiên cứu, sửa đổi bổ sung, hoàn thiện các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước để bảo đảm công tác phòng chống tham nhũng lãng phí có hiệu lực hiệu quả, nhất là trong các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao như quản lý và sử dụng đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản,
thu chi ngân sách, mua sắm công, tài chính ngân hàng, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, công tác cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, giáo dục đào tạo và y tế. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp các ngành, của cán bộ đảng viên, công chức viên chức và nhân dân về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tạo sự thống nhất, tự giác, quyết tâm cao trong hành động. Kiên quyết xử lý và kịp thời thay thế những cán bộ lãnh đạo quản lý tham nhũng, lãng phí. Xử lý nghiêm minh trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí trong tổ chức cơ quan đơn vị địa phương mình trực tiếp quản lý, các cán bộ đảng viên công chức vi phạm về kê khai và minh bạch tài sản, thu nhập, kiên quyết thu hồi tiền tài sản bị tham nhũng, đồng thời đẩy mạnh cải cách chính sách tiền lương, thu nhập, chính sách nhà ở, bảo đảm cuộc sống cho cán bộ đảng viên công chức để góp phần phòng chống tham nhũng, kiên quyết kiên trì xây dựng cơ chế phòng ngừa để không thể tham nhũng, cơ chế răn đe trừng trị để không dám tham nhũng, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan có chức năng đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí, tăng cường công tác kiểm tra giám sát thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố xét xử, thi hành án để nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng lãng phí, xây dựng cơ chế phòng ngừa ngăn chặn quan hệ lợi ích nhóm, chống đặc quyền đặc lợi, khắc phục tư duy nhiệm kỳ, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phát huy vai trò của các cơ quan dân cử, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, các phương tiện thông tin đại chúng và của nhân dân trong đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí, đổi mới phương thức lãnh đạo, phương thức cầm quyền của Đảng, tiếp tục tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về Đảng cầm quyền, xác định rõ mục đích cầm quyền, phương thức cầm quyền, nội dung cầm quyền, điều kiện cầm quyền, vấn đề phát huy dân chủ trong điều kiện một Đảng duy nhất cầm quyền, các nguy cơ cần lưu ý phòng ngừa đối với Đảng cầm quyền, nâng cao hiệu quả thực hiện và tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, đặc biệt là với nhà nước. Đảng lãnh đạo nhà nước bằng các chủ trương chính sách lớn, lãnh đạo thể chế hóa các quan điểm đường lối chủ trương của Đảng thành chính sách pháp luật, lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đủ phẩm chất và năng lực, lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách và hệ thống pháp luật, chủ trọng lãnh đạo đổi mới nâng cao chất lượng lập pháp, cải cách hành chính và cải cách tư pháp. Các tổ chức của Đảng và đảng viên phải gương mẫu tuân thủ hiến pháp và pháp luật. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, tôn trọng nguyên tắc hiệp thương dân chủ trong tổ chức và hoạt động của mặt trận tổ quốc Việt Nam. Phát huy mạnh mẽ vai trò, hiệu lực của nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội, xây dựng hệ thống chính trị hoạt động năng động, có hiệu lực và hiệu quả. Tiếp tục cụ thể hóa phương thức lãnh đạo của Đảng đã được xác định trong cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bổ sung phát triển năm 2011 ở tất cả các cấp bằng những quy chế, quy định, quy trình cụ thể. Quy định rõ hơn, Đảng phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình, về quyền hạn trách nhiệm của người đứng đầu và mối quan hệ giữa tập thể cấp ủy, tổ chức Đảng với người đứng đầu. Bảo đảm thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đi đôi với phát huy vai trò trách nhiệm, tính chủ động của người đứng đầu và cơ chế xử lý đối với người đứng đầu khi vi phạm. Quy định rõ hơn thẩm quyền và trách nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy và Ban Thường vụ cấp ủy cả cấp. Đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền, có cơ chế để các địa phương phát huy quyền chủ động sáng tạo gắn với đề cao trách nhiệm, đồng thời bảo đảm sự lãnh đạo quản lý thống nhất của Trung ương. Coi trọng xây dựng văn hóa trong các tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước, trong hệ thống chính trị mà nội dung quan trọng là tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo trong hệ thống tổ chức của Đảng, đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ trung ương tới cơ sở. Xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể dân chủ, gần dân, trọng dân, vì dân, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng việc xây dựng ban hành nghị quyết của Đảng, luật pháp chính sách của nhà nước, nghị quyết phải thiết thực, ngắn gọn, khả thi, phải tính đến cân đối các nguồn lực và điều kiện, bảo đảm triển khai thực hiện có hiệu quả. Phân công rõ trách nhiệm tổ chức cá nhân, thời hạn hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp được ghi trong nghị quyết, tập trung lãnh đạo chỉ đạo kiên quyết dứt điểm việc cụ thể hóa, thể chế hóa, tổ chức thực hiện nghị quyết, thường xuyên kiểm tra đôn đốc đổi mới cách thức quán triệt, sơ kết tổng kết về thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, bảo đảm tính hiệu quả, đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, khắc phục những thủ tục rườm rà bất hợp lý, giảm bớt giấy tờ, giảm mạnh hồi họp. 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội 12. Trong nhiệm kỳ Đại hội 12, cần đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, phát huy mọi nguồn lực và động lực để phát triển đất nước nhanh, bền vững. Đặc biệt chú trọng tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có kết quả 6 nhiệm vụ trọng tâm sau.
1. Tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện từ diễn biến, từ chuyển hóa trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. 2. Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. 3. Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiến lược, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, cơ cấu lại tổng thể và đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chú trọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, chủ động giải quyết tổ vấn đề cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, cơ cấu lại ngân sách nhà nước, xử lý nợ xấu và bảo đảm an toàn nợ công. 4. Bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước, mở rộng và đưa vào chiều sâu cả quan hệ đối ngoại, tận dụng thời cơ vượt qua thách thức, thực hiện hiệu quả hội nhập quốc tế trong điều kiện mới, tiếp tục nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế. 5. Thu hút phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân, chăm lo nâng cao đời sống vật chất tinh thần và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. 6. Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết, tăng cường quản lý phát triển xã hội, bảo đảm an sinh phúc lợi xã hội. Trong nhiệm kỳ qua, đất nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những thành quả quan trọng. Tình hình thế giới đang thay đổi nhanh chóng, tạo ra cho nước ta thời cơ lớn, đồng thời cũng đặt ra nhiều khó khăn, thách thức. Đại hội lần thứ 12 của Đảng khẳng định quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tận dụng thời cơ vượt qua khó khăn, thách thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực hiệu quả quản lý của nhà nước, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển đất nước nhanh và bền vững, thực hiện thắng lợi mục tiêu cao cả dân giàu nước mạnh, dân chủ công bằng văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Thưa quý vị và các bạn, cho đến ngày hôm nay chúng tôi đã đăng tải toàn bộ nội dung dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Mời quý vị và các bạn tiếp tục tham gia góp ý vào dự thảo. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với những thông tin trên cả lĩnh vực Đảng quan tâm khác. Nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo. Ba Đồn phấn đấu đến năm 2020 có 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân bom mìn. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thị xã Ba Đồn đã phát huy vai trò trách nhiệm của hệ thống chính trị, huy động mọi nguồn lực để triển khai có hiệu quả chương trình, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn. Đến nay, thị xã Ba Đồn có 2 xã đã về đích xây dựng nông thôn mới, đó là xã Quảng Hoa đạt nông thôn mới vào năm 2014 và xã Quảng Tiên đạt nông thôn mới vào năm 2015 này. 100% số xã trên địa bàn đã hoàn thành công tác quy hoạch, xây dựng đề án phát triển sản xuất với số tiêu chí bình quân đạt 12,4 tiêu chí một xã. Để thực hiện thành công hơn nữa chương trình xây dựng nông thôn mới, thị xã Ba Đồn đã và đang tiếp tục đẩy mạnh việc huy động mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực trong nhân dân, phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân, đẩy mạnh phát triển đồng bộ cả tiêu chí kinh tế xã hội gắn với đảm bảo an ninh trật tự, nâng cao đời sống của người dân. Phát huy truyền thống tập quán tốt đẹp trên địa bàn nông thôn, phấn đấu đến năm 2020, thị xã Ba Đồn có 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thời gian qua, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó không ít hộ đã vươn lên thoát nghèo và trở thành hộ khá giả. Toàn tỉnh hiện có hơn 5.000 hộ đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở 17 xã miền núi trên địa bàn các huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa, Quảng Ninh và Lệ Thủy. Xác định công tác dân tộc là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong việc góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Những năm qua, tỉnh Quảng Bình đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực lao động sản xuất, thay đổi nếp nghĩ cách làm để phát triển kinh tế. Nhờ đó đã xuất hiện ngày càng nhiều điển hình làm kinh tế giỏi cho đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện toàn tỉnh có gần 700 hộ đồng bào dân tộc thiểu số làm ăn khá giỏi, trong đó có 500 hộ có thu nhập từ 30 đến 50 triệu đồng một năm, 200 hộ có thu nhập trên 50 triệu đồng và một số hộ có thu nhập 200 triệu đồng một năm. Thực hiện phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, các cấp hội phụ nữ huyện Quảng Trạch đã tích cực vận động khuyến khích hội viên hỗ trợ nhau trong công tác xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Bằng các hình thức như hỗ trợ cơn giống, vật tư phân bón, ngày công, kinh nghiệm làm ăn và nguồn vốn,
Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ huyện Quảng Trạch đã giúp cho hơn 6.800 lượt hộ phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần 4,2 tỷ đồng để phát triển kinh tế. Các cấp hội cũng đã đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế thông qua các dự án, các kênh vốn vay từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện và các tổ nhóm tiết kiệm. Đến nay, các cấp hội đang quản lý nguồn vốn lên tới hơn 102 tỷ đồng, cho trên 14.000 lượt thành viên vay để phát triển kinh tế. Nhờ có nguồn vốn nên nhiều hộ phụ nữ đã mạnh dạn đầu tư sản xuất kinh doanh, chăn nuôi, trồng trọt, mở thêm các ngành nghề phụ để đem lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện toàn huyện có 267 mô hình hộ phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi, có mức thu nhập từ 70 triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng mỗi năm, giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Tại huyện Lệ Thủy, vấn đề nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích là chủ trương lớn được địa phương chủ trọng chỉ đạo triển khai thực hiện nhằm giúp người dân xóa đói giảm nghèo. Ngay từ đầu năm, huyện Lệ Thủy đã tập trung chỉ đạo phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị và hiệu quả gắn với đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong đó chủ trọng chuyển đổi cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế theo vùng miền nhằm phát huy lợi thế tiềm năng của từng địa phương. Huyện cũng đã có chính sách hỗ trợ các trang trại nuôi lợn số lượng lớn, hỗ trợ nuôi cá lóc thương phẩm, khuyến khích chuyển đổi đất nông nghiệp kém hiệu quả sang phát triển kinh tế trang trại tổng hợp, khuyến khích mô hình lúa cá vịt kết hợp. Đồng thời, đưa giống mới vào áp dụng kỹ thuật canh tác hiện đại vào sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích. Nhờ vậy, trong năm 2015, toàn huyện Lệ Thủy có 6.000 hecta cho thu nhập trên 70 triệu đồng một hecta một năm, trong đó có 3.000 hecta đạt trên 100 triệu đồng một hecta một năm. Trong những năm qua, từ sự hỗ trợ của các chương trình 30A, 135 và các dự án giảm nghèo, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa đã phát triển chăn nuôi bò và bước đầu mang lại nguồn thu nhập khá, giúp người dân xóa đói giảm nghèo hiệu quả. Đến nay, tổng đàn gia súc của xã Dân Hóa đạt trên 2.300 con, trong đó đàn bò gần 1.500 con, đạt 104% kế hoạch. Để phát triển chăn nuôi hiệu quả, giúp người dân xóa đói giảm nghèo bền vững, chính quyền địa phương đã tích cực tuyên truyền vận động bà con làm chuồng trại kiên cố và trồng gần 1 hectare cỏ để chủ động nguồn thức ăn cho gia súc. Phối hợp với trạm thú y thực hiện công tác tiêm phòng dịch bệnh, chăn nuôi bò đã mang lại nguồn thu nhập khá cho người dân xã miền núi Dẻo Cao Dân Hóa, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo. Được biết, từ đầu năm đến nay, xã Dân Hóa có 97 hộ thoát nghèo, đạt tỷ lệ gần 12%. Để ngành chăn nuôi phát triển ổn định, thời gian qua huyện Quảng Trạch đã tập trung chỉ đạo các địa phương tạo điều kiện để bà con nông dân, các chủ trang trại đẩy mạnh đầu tư phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung nâng cao chất lượng tổng đàn. 10 tháng đầu năm 2015, tình hình chăn nuôi trên địa bàn huyện Quảng Trạch vẫn phát triển ổn định và có bước tăng trưởng. Tính đến cuối tháng 10, tổng đàn trâu bò trong toàn huyện có gần 21.000 con, đàn lợn gần 58.000 con, đàn dê trên 1.800 con. Tổng đàn gia cầm gần 347.000 con, tăng 7,8% so với cùng kỳ. Nhiều mô hình chăn nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao, mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng, giúp nhiều hộ dân thoát nghèo bền vững. Hiện tại, huyện Quảng Trạch đang tích cực chỉ đạo cả địa phương đẩy mạnh công tác tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm, khuyến khích phát triển chăn nuôi theo hướng gia trại trang trại ở quy mô hợp lý, nâng cao chất lượng tổng đàn và chủ trọng công tác bảo vệ môi trường. Phấn đấu đưa ngành chăn nuôi trở thành một trong những ngành sản xuất chính của huyện. Thưa quý vị và các bạn, năm 2011, Hội Chữ Thập Đỏ Quảng Bình đã thành lập Ban điều hành dự án phòng ngừa thương tích và giảm thiểu những tác động bất lợi về kinh tế xã hội của nạn nhân bom mìn do Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế tài trợ. Quá trình đi vào hoạt động, dự án đã phát huy được những hiệu quả tích cực. Hôm nay, niềm vui đến với gia đình ông Trần Ngọc Hà ở xã Nam Hóa, huyện Tuyên Hóa, khi ông được cả cán bộ thuộc Ban điều hành dự án phòng ngừa thương tích và giảm thiểu những tác động bất lợi về kinh tế xã hội của nạn nhân bom mìn trực tiếp đến thăm hỏi, phật trao số tiền 5 triệu đồng hỗ trợ từ dự án cho gia đình. Năm 2009, ở xã Nam Hóa đã xảy ra vụ nổ bom bi, làm một em học sinh thiệt mạng. Con trai ông cũng là nạn nhân trong vụ nổ này, nhưng may mắn thoát khỏi cái chết. Trong cái thời gian mà con gọi là bị bom mìn, cho đó có sự hỗ trợ của cấp trên. Hôm nay cả là cán bộ tỉnh về huyện về xã là về trực tiếp trong gia đình để trao lại cái món quà để là có hỗ trợ cho là bệnh nhân bị bom mìn. Xin cảm ơn cả tổ chức đã quan tâm và là coi như là giúp đỡ trong cái điều kiện gia đình gặp khó khăn. Có thể thấy hậu quả ô nhiễm bom mìn và lợn nổ còn sót lại sau chiến tranh đã gây ra nhiều cản trở cho phát triển kinh tế xã hội. Cùng với nhiều dự án liên quan đến bom mìn được thực hiện ở khu vực miền Trung từ sau chiến tranh, dự án phòng ngừa thương tích và giảm thiểu những tác động bất lợi về kinh tế xã hội của nạn nhân bom mìn
do Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế phối hợp với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tài trợ đã thực sự phát huy được hiệu quả tích cực. Thông qua việc tổ chức các lớp tập huấn để tuyên truyền, nâng cao kiến thức về bom mìn, vật liệu nổ cho người dân tại các vùng thực hiện dự án, từ đó đã mang lại những kết quả khả quan, góp phần tích cực cùng với địa phương trong việc nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng tránh tai nạn bom mìn, tạo điều kiện cho một số nạn nhân và gia đình nạn nhân cải thiện sinh kế, tăng thu nhập. Hoạt động hỗ trợ sinh kế này thì chúng tôi tập trung vào các tiêu chí, đó là bình chọn các gia đình có nạn nhân bị tai nạn bom mìn từ sau 30 tháng 4 năm 1975 cho đến nay, ưu tiên là những hộ gia đình bị tai nạn bom mìn từ sau năm 2005 đến nay. Thứ hai là những hộ gia đình nằm trong thuộc diện hộ nghèo theo cái tiêu chí. Thứ ba là những hộ gia đình có cái điều kiện hoàn cảnh khó khăn và cái điều kiện sinh kế không đảm bảo cho vấn đề ổn định sản xuất cũng như là vấn đề sinh hoạt của gia đình đó. Cái thứ tư là hộ gia đình đó được bình chọn từ thôn, từ xã và đặc biệt là thẩm định của huyện, để từ đó là làm căn cứ cho ban điều hành dự án hỗ trợ tỉnh đề nghị Trung ương hội hỗ trợ sinh kế cho những nơi này. Thông qua những hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, dự án phòng ngừa thương tích và giảm thiểu những tác động bất lợi về kinh tế xã hội của nạn nhân bom mìn đã góp phần tích cực giúp đỡ hàng trăm trường hợp nạn nhân và gia đình nạn nhân bom mìn ổn định cuộc sống. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau đây là thông tin về dự báo thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 26 ngày 27 tháng 10. Khu vực miền núi mây thay đổi, có mưa rào nhẹ vài nơi. Đêm và sáng có sương mù rải rác, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 23 đến 31 độ. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi, có mưa rào nhẹ vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 24 đến 30 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 24 đến 30 độ. Vùng biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3 cấp 4, biển bình thường, sóng biển cao dưới 1 m. Dự báo thời tiết đêm 27 ngày 28 tháng 10, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa vài nơi, ngày nắng, gió bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ 23 đến 30 độ.